Sau mỗi trận lũ đi qua thì người dân lại phải đối mặt với những khó khăn mới của cảnh thiếu đói và mất nhà. Những người dân vùng lũ miền Trung đang phải trải qua những ngày khó khăn đó. Những hình ảnh trong phóng sự sau đây ghi nhận tại tỉnh Bình Định cho thấy rõ sức tàn phá của thiên nhiên cũng như những mất mát chia ly của người dân vùng lũ. Thôn An Xuyên 3, xã Mỹ Chánh, huyện Phủ Mỹ, Bình Định. Ngổn ngang, đổ nát. Bộ quần áo mặc trên người là thứ tài sản duy nhất lúc này của bà Tứ. Rén là đỡ sống, trong cho cái nhà nước là có. Chỉ nơi nào là đỡ cô có nhà, có cửa cô ở như hồi xưa trở lại vậy. Tuổi già chỉ giờ cô lớn tuổi rồi không biết làm gì, có tiền nữa, có nhà, có con. Cô nói không biết nói được lắm, bây giờ không biết nói cái gì hết ạ. Bên ngoài là nước lũ, trong nhà là nước mắt. Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng nỗi bàng hoàng về cơn lũ dữ vẫn hiện hữu trên gương mặt của những đứa trẻ này. 3 ngày trước, chúng đã tận mắt chứng kiến người mẹ thân yêu Nguyễn Thị Thanh Loan bị dòng lũ cuốn đi. Con mất mẹ, chồng mất vợ. Nỗi đau này chưa biết đến bao giờ mới vơi đi. Mẹ chìm sẵn luôn. Giờ mẹ đi rồi. Không hay, không biết sao gì với chị em con nữa. Giờ vợ mất, mình không biết làm sao. Là con hai đứa đang đi học lớp lớn rồi. Còn con học mẫu giáo. Cho đến hôm nay, nhiều khu vực dân cư trong huyện Tuy Phước vẫn bị nước lũ chia cắt, cô lập. Số nhà cửa bị hư hỏng, đến giờ vẫn chưa có con số thống kê chính xác. Ngay sau khi lũ rút, thì với tinh thần quyết tâm giúp nhân dân nhanh chóng ổn định sản xuất, thì đoàn viên thanh niên của công an tỉnh đã được sự chỉ đạo của giám đốc, đã lập tức đến những địa bàn gian khó, xa xôi nhất, bị ngập nặng nhiều nhất để giúp bà con kịp thời. Cơn lũ dữ đã qua, cuộc sống mới sẽ lại bắt đầu. Người dân nơi đây sẽ dựng lại những ngôi nhà. Thế nhưng ai cũng lo sợ về những cơn lũ tiếp theo có thể ập đến bất cứ lúc nào.